Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 5 tháng 5 tại tỉnh Tây Ninh, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Điều phối vùng Đông Nam Bộ đã chủ trì hội nghị lần thứ 3 của Hội đồng với nội dung trọng tâm là tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch vùng Đông Nam Bộ thời kỳ 2021 đến 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Sự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương, lãnh đạo 6 tỉnh thành phố vùng Đông Nam Bộ gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Tây Ninh, các chuyên gia và nhà khoa học. Quy hoạch vùng Đông Nam Bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, bao gồm toàn bộ ranh giới hành chính của Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Phước và Tây Ninh. Quy hoạch xác định xây dựng Đông Nam Bộ trở thành vùng văn minh, hiện đại, phát triển năng động, là trung tâm hàng đầu của cả nước và khu vực Đông Nam Á về kinh tế, tài chính, giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, đồng thời giữ vai trò quan trọng trong liên kết và thúc đẩy phát triển các vùng khác, cũng như đi đầu trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển của đất nước và hội nhập quốc tế. Vùng Đông Nam Bộ sẽ đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với cơ cấu lại kinh tế vùng theo hướng hiện đại, huy động tối đa nguồn lực phát triển, kết hợp hài hòa giữa nội lực và ngoại lực. Cùng với đó, lấy kinh tế số, kinh tế chia sẻ, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn là trọng tâm và động lực phát triển, chú trọng phát triển kinh tế ban đêm. Ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao, các ngành dịch vụ chất lượng cao, ngang tầm khu vực và thế giới, có vị thế vững chắc trong chuỗi giá trị toàn cầu, đổi mới tư duy và tầm nhìn phát triển, tạo các cơ chế chính sách vượt trội, cạnh tranh quốc tế cao để hình thành không gian phát triển và động lực tăng trưởng mới. Đáng chú ý, quy hoạch đặt ra yêu cầu phải phát huy tối đa nhân tố con người, tạo môi trường sống tốt nhất để thu hút nhân tài, chuyên gia, nhà khoa học, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, trí thức trẻ đến sinh sống và làm việc. Cũng trong quyết định phê duyệt quy hoạch lần này, Thủ tướng yêu cầu tập trung phát triển vùng động lực phía Nam, vùng động lực quốc gia, trở thành trung tâm kinh tế hàng đầu của cả nước và khu vực Đông Nam Á. Xây dựng đô thị Thành phố Hồ Chí Minh hiện đại, thông minh, dẫn dắt và tạo hiệu ứng lan tỏa, liên kết vùng đô thị, đủ sức cạnh tranh, hội nhập khu vực và quốc tế, có vai trò quan trọng trong mạng lưới đô thị của khu vực. Hình thành và phát triển các hành lang kinh tế, trong đó ưu tiên hành lang kinh tế Bắc Nam, hành lang kinh tế Mộc Bài, Thành phố Hồ Chí Minh, Biên Hòa, Vũng Tàu và các vành đai công nghiệp, đô thị, dịch vụ gắn với đường vành đai 3, vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó là kết nối hiệu quả các cảng biển, cảng hàng không, cửa khẩu quốc tế, đầu mối giao thương lớn, các đô thị, trung tâm kinh tế và làm cơ sở để tổ chức lại không gian phát triển vùng. Các đại biểu đã thảo luận các báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về triển khai quy hoạch, sơ kết một năm thực hiện nghị quyết 24 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế xã hội vùng Đông Nam Bộ và chương trình hành động của Chính phủ thực hiện nghị quyết 24 của Bộ Chính trị. Tình hình triển khai các hoạt động của Hội đồng Điều phối vùng Đông Nam Bộ, các chính sách đặc thù phát triển vùng Đông Nam Bộ. Hội nghị cũng đã thảo luận báo cáo của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về đề xuất các cơ chế chính sách triển khai dự án vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh, về tình hình triển khai dự án cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Mộc Bài, báo cáo của Bộ Giao thông Vận tải về giao thông kết nối vùng Đông Nam Bộ, tuyến đường vành đai số 4 Thành phố Hồ Chí Minh, cao tốc Trơn Thành Gia Nghĩa. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nêu rõ, việc hoàn tất phê duyệt quy hoạch trong thời điểm này có ý nghĩa quan trọng để thực hiện cụ thể hóa tầm nhìn, quan điểm, mục tiêu tại nghị quyết phát triển vùng và quy hoạch cấp quốc gia và vùng, cụ thể hóa việc bố trí không gian phát triển các ngành quốc gia trên địa bàn, triển khai các dự án mang tính kết nối quan trọng giữa các tỉnh trong vùng, liên vùng và liên ngành, đẩy nhanh thực hiện các đột phá chiến lược nhằm phát huy tối đa lợi thế so sánh về vị trí địa lý, kinh tế của vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của cả vùng và các vùng lân cận. Hội nghị cũng đã ra soát các công việc, nhiệm vụ ưu tiên triển khai thực hiện quy hoạch, đánh giá khó khăn, thách thức, vướng mắc để xác định phương hướng, giải pháp khắc phục, triển khai hiệu quả quy hoạch với mục tiêu đến năm 2050, Đông Nam Bộ trở thành vùng phát triển có thu nhập cao, có tiềm lực kinh tế mạnh, cơ cấu kinh tế hiện đại, trung tâm khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, công nghiệp công nghệ cao, logistics và trung tâm tài chính quốc tế thuộc nhóm hàng đầu của khu vực và thế giới, có kết cấu hạ tầng hiện đại đồng bộ, phát triển hài hòa giữa kinh tế với văn hóa xã hội, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã ký ban hành quy định số 142 về thí điểm giao quyền trách nhiệm cho người đứng đầu trong công tác cán bộ. Theo đó, Bộ Chính trị thí điểm quy định cho phép người đứng đầu giới thiệu nhân sự bầu cử, bổ nhiệm làm cấp phó. Quy định số 142 của Bộ Chính trị nêu rõ trách nhiệm thẩm quyền của người đứng đầu, bao gồm giới thiệu nhân sự bầu cử, bổ nhiệm cấp phó, giới thiệu nhân sự bầu bổ sung ủy viên ban thường vụ cung cấp, bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm cấp trưởng, cấp dưới trực tiếp thuộc thẩm quyền quản lý. Việc giới thiệu nhân sự bầu cử, bổ nhiệm cấp phó cần dựa vào chủ trương của cấp có thẩm quyền và quy định của Bộ Chính trị.
Nếu nhân sự từ nguồn tại chỗ, người đứng đầu dựa vào số lượng, tiêu chuẩn, yêu cầu nhiệm vụ và quy hoạch để giới thiệu một nhân sự cho một chức danh. Sau bước này, cấp ủy tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan sẽ xem xét đưa vào danh sách để tiến hành các bước tiếp theo. Với nguồn nhân sự từ nơi khác, người đứng đầu vẫn phải dựa vào các tiêu chuẩn để giới thiệu một người cho một chức danh để cấp ủy xem xét quy trình. Quy định nêu trường hợp khuyết ủy viên ban thường vụ thì người đứng đầu căn cứ vào đề án công tác nhân sự đại hội, danh sách quy hoạch để chọn giới thiệu nhân sự. Từ đó tập thể ban thường vụ sẽ xem xét trình ban chấp hành giới thiệu bổ sung ủy viên. Nếu nhân sự được ban chấp hành thống nhất giới thiệu thì ban thường vụ trình xin ý kiến cấp có thẩm quyền trước khi bầu cử. Theo quy định 142, người đứng đầu còn có quyền xem xét bổ nhiệm, miễn nhiệm cấp trưởng của đơn vị ở cấp hành chính do mình trực tiếp quản lý. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm sau khi thống nhất phải gửi văn bản đến cấp ủy tổ chức đảng. Đi cùng với quyền, quy định 142 của Bộ Chính trị quy định rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác cán bộ. Người đứng đầu phải có trách nhiệm bảo đảm về tiêu chuẩn, điều kiện, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực công tác của nhân sự do mình giới thiệu. Thưa quý vị, Thủ tướng vừa ký quyết định lập tổ công tác giúp việc ban chỉ đạo đốc thúc tiến độ triển khai các dự án đường sắt đô thị ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Tổ công tác do Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà làm tổ trưởng, các tổ phó gồm các Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, Xây dựng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và 9 ủy viên. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà là tổ trưởng tổ công tác giúp Thủ tướng Chính phủ điều phối, chỉ đạo triển khai thực hiện các dự án đường sắt đô thị Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, đảm bảo tiến độ. Tổ công tác thực hiện chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, đôn đốc, kiểm điểm các bộ ngành cơ quan có liên quan trong việc giải quyết những vấn đề quan trọng liên ngành, xử lý khó khăn vướng mắc, tháo gỡ cơ chế kịp thời nhằm bảo đảm tiến độ các dự án đường sắt đô thị triển khai trên địa bàn thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Tổ công tác thường xuyên theo dõi, kiểm tra tình hình triển khai các dự án, kịp thời phát hiện những tồn tại vướng mắc, giải quyết hoặc báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. Một trong những mục tiêu phát triển kết cấu hạ tầng tại quy hoạch vùng Đông Nam Bộ thời kỳ 2021 đến 2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được Thủ tướng phê duyệt là đến năm 2030, Đông Nam Bộ sẽ hoàn thành cơ bản hệ thống kết cấu hạ tầng khung kết nối vùng và liên vùng, trong đó có khoảng 850 km đường bộ cao tốc. Ngoài 850 km đường bộ cao tốc, từ nay đến năm 2030, vùng Đông Nam Bộ sẽ được đầu tư các tuyến đường sắt kết nối vùng, đường sắt đô thị tại các cảng biển cửa ngõ có chức năng trung chuyển quốc tế, cảng hàng không và đường thủy nội địa. Chính phủ sẽ nghiên cứu áp dụng một số chính sách như cơ chế đặc thù cho vùng Đông Nam Bộ. Sau 2 năm triển khai thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án cao tốc Bắc Nam, tính đến nay tỉnh Quảng Bình đã bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư nhà thầu thi công 95,13%. Tuy nhiên vẫn còn vướng mắc tại 6,15 km chưa thực hiện bàn giao đã làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án. 6,15 km chưa thể hoàn thành bàn giao mặt bằng, có 1,6 km tại huyện Quảng Trạch, 0,58 km tại huyện Bố Trạch và 3,77 km tại huyện Lệ Thủy do vướng mắc trong xây dựng hoàn thành các khu tái định cư, khu nghĩa trang, di rời hạ tầng kỹ thuật. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình đề nghị các huyện, thị khẩn trương tập trung giải quyết dứt điểm các kiến nghị, khiếu nại của người dân. Đối với những vướng mắc còn lại như giá bồi thường, hỗ trợ, bố trí tái định cư, xử lý công trình xây dựng. Hiện nay, các nhà thầu vẫn đang tập trung thực hiện 3K4 kíp để hoàn thành các khu tái định cư, khu nghĩa địa, di rời các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, đồng thời có phương án tạm cư cho người dân trong thời gian xây dựng các nhà ở tái định cư để người dân sớm bàn giao mặt bằng phần còn lại cho chủ đầu tư, nhà thầu thi công dự án. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, 4 tháng đầu năm 2024, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 238,88 tỷ đô la Mỹ, tăng 15,2% so với cùng kỳ năm trước. Riêng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 123,64 tỷ đô la Mỹ, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước. 4 tháng đầu năm, cả nước ghi nhận có 21 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ đô la Mỹ, chiếm 86,4% tổng kim ngạch xuất khẩu. Trong đó có 5 mặt hàng xuất khẩu trên 5 tỷ đô la Mỹ, chiếm 57,8%. Xuất khẩu sang các thị trường lớn như Hoa Kỳ, EU, Trung Quốc đều tăng trưởng hai con số. Trong đó, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, kế đến là Trung Quốc, EU và Hàn Quốc. Xuất khẩu rau quả giữ mức tăng trưởng cao và có nhiều chuyển biến tích cực về thị trường, đồng thời nâng cao năng lực chế biến. Ngành rau quả đang được kỳ vọng lập kỷ lục xuất khẩu mới trong năm nay.
Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đã thành lập các đơn vị tự vệ tại các doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài FDI trong khu công nghiệp, khu kinh tế Đình Vũ Cát Hải. Xây dựng nâng cao hiệu quả hoạt động của các lực lượng tự vệ trong các doanh nghiệp FDI sẽ giúp đỡ tháo gỡ khó khăn, tổ chức giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự, luyện tập các phương án bảo vệ an toàn doanh nghiệp, giữ gìn an toàn chính trị địa bàn, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như nhiệm vụ quốc phòng an ninh. Bên cạnh đó, thành phố Hải Phòng có chính sách hỗ trợ ngân sách, kinh phí xây dựng, duy trì hoạt động lực lượng tự vệ bằng cách trừ ngay vào thuế phải nộp của từng doanh nghiệp, chỉ đạo các doanh nghiệp sử dụng linh hoạt lực lượng ở khối bảo vệ, văn phòng, không lấy công nhân ở các dây chuyền sản xuất để không ảnh hưởng đến năng suất lao động. Hướng dẫn doanh nghiệp xây dựng quy chế, kế hoạch hoạt động, bảo đảm kết hợp hài hòa giữa nghĩa vụ và quyền lợi của cán bộ, chiến sĩ tự vệ với quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động. Qua đó góp phần tích cực vào việc bảo đảm trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường hòa bình, ổn định cho các doanh nghiệp yên tâm sản xuất, phát triển kinh tế thành phố Hải Phòng. Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam kiểm tra công tác bán vé do giá vé máy bay tăng cao, ảnh hưởng đến nhu cầu đi lại, du lịch của người dân. Cục Hàng không Việt Nam cần khẩn trương rà soát kiểm tra ngay công tác bán vé, minh bạch thông tin về giá vé máy bay của các hãng, tuyệt đối không để tăng giá vé trái quy định. Trường hợp phát hiện bất thường, Cục kịp thời chỉ đạo xử lý ngay vi phạm theo thẩm quyền, báo cáo về Bộ trước ngày 10 tháng 5, đồng thời yêu cầu vụ vận tải chủ động theo dõi, kịp thời tham mưu cho Bộ, chỉ đạo các cơ quan đơn vị tăng cường kiểm tra hoạt động vận tải, phục vụ hành khách, bình ổn giá vé, đặc biệt là dịp cao điểm hè sắp tới, trên nguyên tắc hài hòa lợi ích quyền lợi của doanh nghiệp và người dân. Thưa quý vị, theo thống kê, chỉ trong 3 tuần đầu tháng 4 năm 2024, hệ thống Trung tâm Giám sát An toàn Không gian mạng quốc gia của Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tiếp nhận gần 630 phản ánh của người dùng về các trường hợp lừa đảo trực tuyến. Qua kiểm tra và phân tích, có 20 trường hợp lừa đảo lập website giả mạo các tổ chức doanh nghiệp, nhà cung cấp, dịch vụ lớn như các mạng xã hội, ngân hàng, thư điện tử. Ngoài việc cảnh báo người dùng, Cục An toàn Thông tin đề nghị các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp chủ động rà quét để phát hiện sớm các website lừa đảo, giả mạo đơn vị mình, cảnh báo sớm đến người dùng. Từ đó góp phần ngăn chặn các hoạt động lừa đảo trực tuyến, đảm bảo an toàn thông tin cho người dùng và bảo vệ chính thương hiệu của tổ chức. Thưa quý vị, khu vực miền Trung Tây Nguyên đang bước vào cao điểm nắng nóng gay gắt. Trong và ngoài hành lang lưới điện cao áp luôn tiềm ẩn nguy cơ làm gián đoạn cung cấp điện trên diện rộng. Ngành điện đang nỗ lực phối hợp với chính quyền các địa phương tuyên truyền sâu rộng đến người dân ở dọc tuyến và triển khai nhiều giải pháp bảo vệ an toàn lưới điện. Trước nguy cơ cháy rừng trong và ngoài hành lang lưới điện cao áp qua địa bàn thành phố Đà Nẵng, những ngày qua, các đơn vị thuộc truyền tải điện Đà Nẵng đã tăng cường phát quang, giải quyết những khu vực có nguy cơ xảy ra sự cố cao, đồng thời triển khai nhiều biện pháp phòng chống cháy rừng, nhất là những địa bàn có lưới điện đi qua. Phát dọn những khu vực là có nguy cơ cháy rừng cao, những điểm phá đất thấp, làm những cái đường ranh để chống cháy rừng là nó là cháy nên lỡ, nếu như có nguy cơ cháy xảy ra thì sẽ không lan vào đường dây. Cái thứ hai là công tác giải tỏa hành lang để đảm bảo cái khoảng cách và tuyệt đối an toàn cho cái đường dây trong cái đợt nắng nóng này. Hiện nay, công ty truyền tải điện 2 quản lý hơn 2.500 km đường dây 500 kV và 2.212 km đường dây 200 kV qua địa bàn một số tỉnh miền Trung và Tây Nguyên. Để đảm bảo công tác quản lý vận hành, cung cấp điện, công ty đã chủ động kiểm tra công tác quản lý vận hành lưới điện, các phương án cấp điện, rà soát thiết bị truyền tải điện, các phương tiện phòng chống cháy nổ, phòng cháy chữa cháy để ngăn ngừa nguy cơ xảy ra sự cố. Công ty đã ban hành kế hoạch số 99 để triển khai chương trình giảm thiểu sự cố lưới điện năm 2024. Thì trong đó thì có cái nội dung là ngăn ngừa sự cố do vi phạm hành lang. Cụ thể đó là cái việc triển khai công tác phòng chống chữa cháy trong và ngoài hành lang. Đó là một trong những cái hạng mục rất là quan trọng của công ty để đảm bảo cung cấp điện, đặc biệt là trong mùa khô 2024. Thì với những kết quả triển khai thì ngay từ đầu năm đến giờ, đường dây do công ty quản lý thì cơ bản là đáp ứng được công tác vận hành. Với các giải pháp quyết liệt của ngành điện và sự vào cuộc mạnh mẽ từ chính quyền các địa phương, hy vọng những tuyến đường dây huyết mạch cung cấp điện cho phát triển kinh tế xã hội và phục vụ đời sống dân sinh ở khu vực miền Trung Tây Nguyên nói riêng và cả nước nói chung luôn được nối dài và đảm bảo an toàn trong mùa nắng nóng.
Và thời điểm này do ảnh hưởng của nắng hạn kéo dài, kênh mương khô nước nên người trồng rau màu ở những vùng ngọt hóa điêu đứng vì thiếu nước tưới cho cây trồng. Huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau là nơi có diện tích trồng màu khá lớn và chịu ảnh hưởng rất nặng nề. Trước thực tế đó, thì những người trồng màu yêu cầu được hỗ trợ khoan giếng nước để họ được duy trì sản xuất trong thời gian tới. Gần 1.000 gốc ớt của anh Nguyễn Quang Hương ở ấp 2, xã Trần Hợi mấy ngày nay do thiếu nước tưới làm cho héo lá, trái rụng. Anh Hương cho biết, thông thường nếu đủ nước tưới thì bờ ớt của anh với chiều dài khoảng 800 mét sẽ được thu hoạch liên tục từ 6 đến 7 tháng mới ngưng. Thế nhưng chỉ mới 2 lần hái trái thì bị thiệt hại do hạn hán và trái ớt bị thiếu nước nên cũng chỉ bán ra với giá 11.000 đồng một ký. Cái trà ớt này thì là nó thiếu cái nguồn nước, không đủ cung cấp cho nó. Đâm ra là gây ra là nó héo rụng lá, rụng hoa. Giờ cũng mong nhà nước quan tâm, hỗ trợ cho khoan giếng nước để phục vụ cho tưới tiêu. Là người có kinh nghiệm trồng màu hàng chục năm nay, nhưng anh Nguyễn Thanh Vũ ở ấp 1, xã Trần Hợi cũng không tránh khỏi tình trạng thiếu nước tưới cho rau màu của mình. Trên diện tích 4.500 m² trồng các loại như dưa leo, mướp, bầu và rau củ đều thiếu nước tưới trầm trọng. Trong số này, ảnh hưởng và thiệt hại nặng nề nhất là diện tích trồng dưa leo. Giờ đồ cũng đã xuống rồi, lúc trồng thì nó lại còn nước. Mà cái thời gian nắng không có mưa rồi, cái sông thì nó kiệt nước càng ngày càng kiệt xuống là giờ hiện tại giờ là mình trồng nó đang thu hoạch lưng chừng. Hiện tại thì đang vào mùa khô rất là gay gắt, thì đa số những con kinh, con mương của bà con trồng màu đều đã khô hạn, nên ảnh hưởng rất lớn về cái diện tích trồng màu. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn xã Trần Hợi có diện tích xuống giống rau màu các loại là 280 hectare, diện tích thu hoạch 215 hectare, đạt hơn 77%. Tỷ lệ này thấp hơn so với cùng kỳ năm trước lên đến hơn 12%. Qua tìm hiểu thực tế, nguyên nhân một phần là do thiếu nước tưới cho rau màu trên vùng ngọt quá của tỉnh Cà Mau. Từ khi Nam Bộ vào đợt hạn hán gay gắt đến nay, lực lượng vũ trang quân khu 9 đã tổ chức nhiều đợt hỗ trợ cho bà con vùng ảnh hưởng hạn hán tại đồng bằng sông Cửu Long, trong đó có Cà Mau. Bằng các trang thiết bị chuyên dụng, các cán bộ chiến sĩ đã vận chuyển nước uống, nước sinh hoạt cùng vật dụng chứa nước để hỗ trợ bà con vùng khó khăn, qua đó thắt chặt tình đoàn kết và gắn bó quân dân. Tại ba huyện Thới Bình, U Minh và Trần Văn Thời là những vùng thiếu nước nghiêm trọng của tỉnh Cà Mau do ảnh hưởng bởi hạn hán. Để giúp người dân dời bớt một phần khó khăn do thiếu nước ngọt sinh hoạt, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 đã điều động những trang thiết bị chuyên dụng từ đường bộ đến đường thủy và cả những xe tải nhỏ đều được trưng dụng với mục đích đưa nguồn nước ngọt đến tận nhà để chia sẻ những khó khăn với người dân vùng sâu. Đón nhận những thùng nước mát lành trong thời điểm khắc nghiệt do bộ đội trao tặng tận nhà, nhiều người dân không giấu được cảm xúc. Thiếu nước là 3 tháng rồi, hồi trong Tết bây giờ. Sinh hoạt hàng ngày gì nó khó khăn lắm. Nên chỉ mua nước cái ghe để sinh hoạt trong gia đình. Mừng quá vui, không biết em cảm xúc, không biết nói sao mà để mà nỗi lòng mình hết trơn á. Bà con thì dân ở đây thì cũng phấn khởi rồi, mừng quý lắm đó chứ, nước mà uống mà. Dân thì ở đây thì cũng nghèo, thí dụ như đổi được bình nước thì cũng 10 mấy ngàn. Trước đó, Lữ đoàn vận tải 659, Cục Hậu cần, Quân khu tổ chức 3 tàu vận tải xuất phát từ thành phố Cần Thơ vận chuyển gần 1.700 mét khối nước ngọt cùng các dụng cụ trữ nước để cấp miễn phí cho người dân. Mới đây, cán bộ chiến sĩ của lực lượng vũ trang quân khu 9 tiếp tục vận chuyển hơn 5.000 bình nước lọc từ Cần Thơ đến hỗ trợ cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Biển Bạch, huyện Thới Bình. Tình hình còn diễn biến phức tạp, bà con còn nhu cầu thì khi được lệnh của Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu thì cán bộ chiến sĩ của Lữ đoàn Vận tải 659 luôn sẵn sàng tư thế đầy đủ về phương tiện, về con người để sẵn sàng ứng cứu bà con. Toàn tỉnh hiện có hơn 2.600 hộ dân bị thiếu và không chủ động được nguồn nước sinh hoạt. Trong đó có hơn 1.700 hộ đặc biệt khó tiếp cận nguồn nước do không khai thác được nước ngầm. Sự hỗ trợ những giọt nước của lực lượng vũ trang quân khu 9 rất kịp thời, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, ổn định đời sống sinh hoạt của người dân. Đó là những giọt nước thấm đượm nghĩa tình quân dân trong thời hạn mặn.
Thưa quý vị, mới đây Ban tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề Chiến thắng Điện Biên Phủ, sức mạnh Việt Nam, tầm vóc thời đại tại phố đi bộ Nguyễn Huệ và đường Đồng Khởi, quận 1. Ban tổ chức trưng bày 97 hình ảnh với chủ đề Chiến thắng Điện Biên Phủ, sức mạnh Việt Nam, tầm vóc thời đại, tái hiện lại hoàn cảnh lịch sử, những chủ trương, quyết định chiến lược, chiến thuật sáng suốt, tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Bộ Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ. Diễn biến những trận đánh oanh liệt gắn với những địa danh lịch sử như Him Lam, Độc Lập, Đồi A1, sân bay Mường Thanh. Đặc biệt là tinh thần đại đoàn kết toàn dân từ cán bộ, chiến sĩ đến lực lượng thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, tất cả vì Điện Biên Phủ chiến thắng. Bên cạnh đó còn trưng bày những hình ảnh về cảnh quan thiên nhiên kỳ vĩ, văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số nơi đây, với các lễ hội, chợ phiên, ẩm thực, trang phục truyền thống, mang đậm bản sắc dân tộc, các giá trị văn hóa lịch sử đặc trưng của từng địa phương nói riêng và vùng Tây Bắc nói chung, triển lãm diễn ra đến hết ngày 12 tháng 5. Ngày 4 tháng 5 tại Hà Nội, Viện Văn hóa Quốc gia Việt Nam phối hợp với Thời báo Văn học Nghệ thuật đã tổ chức khai mạc triển lãm Điện Biên trong em cùng tọa đàm chuyên đề lịch sử dưới góc nhìn sáng tạo của thế hệ trẻ. Tại Viện Văn hóa Quốc gia Việt Nam, 45 bức tranh với đề tài về Điện Biên Phủ của họa sĩ nhí Nguyễn Đăng Châu Vân đã được trưng bày giới thiệu tới đông đảo khán giả. Đây là lần đầu tiên một triển lãm cá nhân của một bạn nhỏ yêu vẽ mang đến một cái nhìn đầy đủ về Điện Biên vừa anh dũng trong chiến đấu và đang trên đà đổi mới trong hòa bình. Hiện tại con rất vui và hạnh phúc vì ngày hôm nay 45 bức tranh mà con đã vẽ được trong suốt 6 tháng qua đã được lựa chọn để trưng bày tại triển lãm, được kể và được học về những khó khăn, vất vả, những chiến tích hào hùng của dân tộc ta để giành lại độc lập cho Tổ quốc. Từ những ý nghĩa nhân văn của buổi triển lãm là nguồn cảm hứng để Viện Văn hóa Quốc gia Việt Nam tổ chức tọa đàm chuyên đề lịch sử dưới góc nhìn sáng tạo của thế hệ trẻ. Tại buổi tọa đàm, các khách mời đã có những chia sẻ về những sáng tạo mới của thế hệ trẻ hôm nay về lịch sử dân tộc. Sau chương trình, Viện Văn hóa Quốc gia Việt Nam cũng sẽ đồng hành cùng họa sĩ Châu Vân để tiếp tục lan tỏa những thông điệp ý nghĩa của các tác phẩm đến đông đảo công chúng. Nhà xuất bản Hội Nhà văn Trí thức trẻ Books vừa phối hợp tổ chức ra mắt cuốn sách Phạm Văn Kiêm và Trăm năm hầu bóng nhạc văn với tọa đàm với chủ đề Vai trò của nhạc và văn trong tín ngưỡng hầu bóng. Tại buổi tọa đàm ra mắt, tác giả cùng các khách mời đã có những trao đổi về vai trò của nhạc và văn trong tín ngưỡng hầu bóng. Bên cạnh đó, hành trình đúc kết từ hơn 40 năm nghiên cứu tìm tòi với những đợt điền dã bền bỉ của tác giả Lê Y Linh từ cuối những năm 1980 tại Hà Nội và Nam Định theo các bậc cung văn trưởng lão để viết nên cuốn sách cũng đã được chia sẻ cùng bạn đọc. Cuốn sách Phạm Văn Kiêm và Trăm năm hầu bóng nhạc văn dày 800 trang là câu chuyện lịch sử trăm năm của tín ngưỡng hầu bóng và của nghệ nhân hát văn, giúp độc giả hiểu về tín ngưỡng hầu bóng trong đạo mẫu và nghệ thuật hát văn trong đời sống văn hóa tâm linh của người Việt. Cuốn sách gồm hai phần: Hầu bóng nhạc văn, Di sản trăm năm Văn Chầu và thầy Phạm Văn Kiêm. Trong đó phần miêu tả, chú giải, phân tích ngôn ngữ âm nhạc, diễn biến nghi lễ, cấu trúc điện thánh được tham chiếu với kết quả nghiên cứu của các học giả Pháp và Việt Nam cùng nhiều tư liệu hiếm. Cuốn sách là một tài liệu quan trọng đối với những độc giả quan tâm và các nhà nghiên cứu tín ngưỡng hầu bóng.